Soon và Early thì sao hả chị? Ở đây là bạn muốn hỏi về sự khác biệt giữa Soon và Early phải không? Chúng ta sẽ nói về Soon trước nhé. Để cho dễ hiểu thì chúng ta lấy một mốc thời gian đi. Đó là mốc thời gian hiện tại. Soon có nghĩa là một khoảng thời gian ngắn sau hiện tại. Ví dụ như She will be here soon. Cô ấy sẽ ở đây sớm thôi. Chúng ta có thể hiểu là tính từ thời điểm hiện tại, lúc tôi nói ra cái câu này này, thì cô ấy sẽ sớm đến đây thôi. Nghĩa là trong một tương lai rất gần đấy. Các bạn luôn nhớ nhé, soon là so sánh với mốc thời gian hiện tại. Early thì khác. Trong tiếng Việt mình cũng dịch cái early này là sớm, nhưng không phải là sớm so với cái thời điểm hiện tại này, mà là sớm so với một thời điểm mà mình chọn lựa. Ví dụ nhé. Rồi, để xem ví dụ nào cho các bạn thì hay. Ok, ví dụ nhé. If you finish early, you can go home. Nếu như các bạn hoàn thành sớm xong một cái gì đấy thì các bạn có thể đi về nhà. Như vậy tức là trước đó chúng ta đã tự đặt ra một cái mốc thời gian để hoàn thành rồi. Tôi lấy ví dụ là 5 giờ đi. Nếu như chúng ta hoàn thành trước cái mốc thời gian 5 giờ đó thì chúng ta có thể đi về nhà sớm. Như vậy là nó không hề so sánh trở với hiện tại. Và nếu các bạn có câu hỏi nào cho Alex trong môn tiếng Anh thì nhắn tin cho mình nhé, mình sẽ trả lời cho các bạn.